Rồi, mình chào anh em ha. Hôm nay em về được một con Austin MX170C nha anh em. Con này là hàng bãi xịn 100% ha. Cái đời mà 170 á thì nó có bán mới là Việt Nam mình nha anh em. Nhưng mà cái thằng bán mới Việt Nam mình là nó là made in China ha. Còn con này là của Đức xịn nha anh em. Nó khác là con này có trợ lực nha anh em. Giật trợ lực. Còn con mà hàng China bán mới tại Việt Nam mình nó bán hàng thùng anh em, hàng liên danh đó. Thì nó 5 triệu gì đó nhưng mà nó là hàng China ha. Nó không có giật trợ lực, rồi con này là có giật trợ lực ha anh em. Thôi là hàng bán Nhật về ha. Con này xịn của Đức 100% nha anh em. Làm là tình 4 tắc nha anh em, làm trượt ha. Xin mới. Máy thì nguyên zin 100%, chạy tốt hết nha anh em. Nhưng mà có cái vỏ nó cũng hơi bị thâm thâm tí nha anh em. Này em lấy dầu em rửa ra ha. Con này là nguyên si nguyên zin, lấy chỉ lấy dầu rửa ra thôi nha anh em. À, cái vỏ này nó cũng hơi thâm thâm tí thôi ha. Mà được cái liền lạc đẹp nha anh em. Chạy thì khỏi phải bàn rồi. Đời này hai hốc hẳm lam luôn nha anh em. Hai hốc hẳm lam luôn. Đây, anh em mới mặt tiền anh em coi. Cái tem trước còn luôn nha anh em. Chỗ này thì nó hơi bị thâm kim tí nha anh em. Máy thì nó hơi bị thâm kim tí. Tại con máy này để chắc để ở ngoài ngoài bụi lâu ngày rồi bụi nó bám vô dính hơi nhiều ha. Cái tem này còn là anh em biết là nó mới cái nào nha anh em. Con này còn mới tại để ngoài bụi ha. Bên Nhật chắc họ để cũng hơi lâu. Nhưng mà được cái là nguyên zin sẽ tốt anh em. Rồi để em tính nổ em nói cho anh em nghe tiếng máy ha. Cái này giật cho lực kéo cho nó bắt vô rồi nó mới chạy nha anh em. Kéo vô cái vòng nó bắt vô rồi nó mới chạy ha. Đó. Giật cho lực nên kéo nhẹ thiệt nhưng mà nó phải bắt con chó cho nó mới chạy. Dây hơi ngắn nè, khi em gửi cho anh em sẽ cắt thêm một dây dài thêm cho nó giật cho nó dễ ha. Hơi ngắn là nó giật một hai cái nó mới đủ tua nó bắt cái con chó vô ha. Rồi con này em bán 3,4 triệu nha anh em. Bán ra tặng anh em giũa tiếp mở đầy đủ ha. Bán ra bảo hành động cơ cho anh em là 6 tháng ha. Rồi anh em cần thì alo em.